Dịp năm mới thì lời đầu tiên cũng xin gửi lời Happy New Year chúc mừng năm mới tất cả các bạn. Thì bài tập của chúng ta hôm nay thì sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế cái phông chữ 3D như thế này. Thì thật ra ở tập 4 mình cũng đã có hướng dẫn các bạn cách làm bài tập này rồi, thì các bạn có thể xem lại tập 4 để hiểu rõ hơn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác thiết kế chữ Happy New Year, thiết kế chữ 3D. Thì ở đây mình sẽ ví dụ cái bài tập như thế này ha. Thì mình sẽ gõ test lên. Chúng ta sẽ chọn chữ bold đậm, dễ nhìn. Ví dụ như mẫu chữ này. Mình sẽ gõ demo Happy. Các bạn lưu ý, khi chúng ta gõ, dùng công cụ test chúng ta gõ thì chúng ta quan sát lên trên, chúng ta sẽ thấy được cái icon 3D. Thì cái icon, cái phần 3D này thì những cái vật sơn Photoshop về sau sẽ hỗ trợ mạnh hơn. Thì ở Photoshop C6 này đã hỗ trợ test 3D. Thì khi chúng ta bật lên thì các bạn sẽ thấy một cái mạng lưới để chúng ta canh chỉnh 3D. Các bạn có thể nắm những cái mạng lưới này chúng ta xoay, hoặc là chúng ta xoay ở đây. Đây là cái độ tương phản của ánh sáng rọi vào cái chữ của chúng ta. Các bạn có thể hiệu chỉnh. Khi nào chúng ta thấy vừa ý thì thôi. Ngoài ra ở đây có một số chức năng hiệu chỉnh cho chúng ta, thì các bạn có thể test thử. Khi đắp bullet vào chữ thì chúng ta có thể đổi màu chữ hoặc là đổi những cái kiểu dáng mới. Bạn thấy là chỉ với những cái bước lít đơn giản như thế này mà chúng ta có thể tạo được phông chữ 3D rất là độc đáo do chính tay các bạn thiết kế nên. Thì chúng ta có thể áp dụng những cái chữ này vào những cái poster hoặc những cái banner chúc mừng năm mới dương lịch hoặc âm lịch cho công ty, hoặc là cho những cái thiệp, những cái postcard để tặng bạn bè và người thân. Rất là đơn giản. Thì sau khi các bạn tạo xong rồi, các bạn có thể convert lại. Các bạn có thể, các bạn lưu ý ha, khi mà chúng ta đã gõ test và chúng ta chọn 3D rồi thì chúng ta không có sửa được cái chữ. Rồi mình sẽ ví dụ thêm một chữ nữa. Thì chúng ta sẽ dùng chữ thư pháp xem cái hiệu ứng của chúng ta 3D ra như thế nào, nó có đẹp hay không ha. Đây là một chữ thư pháp. Các bạn lưu ý, bước này chúng ta có thể chỉnh sửa thoải mái, nhưng mà khi chúng ta chọn 3D rồi thì chúng ta sẽ không chỉnh sửa được nữa. Rồi chúng ta sẽ xem hiệu ứng 3D của chữ chúc mừng, của chữ chúc như thế nào. Các bạn thấy nó rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Các bạn nhớ ứng dụng cái bài tập này vào thực tế ngay lập tức, vì chúng ta đang ở giai đoạn là mùa xuân. Quá đẹp. Rõ ràng các bạn thấy. Thì sau khi các bạn làm xong thì chúng ta có convert nó lại. Chữ chúng ta có bóng và có chiều sâu rất là đẹp. Với những cái bước đơn giản thế này thì mình chúc các bạn thực hiện tốt cái bài tập này để chúng ta ứng dụng ngay vào mùa xuân năm nay. Chúc các bạn thành công.